Này, chúng mày ấy, như kỳ sau phải học tiếng Anh ấy. Ui trời ơi, tiếng Anh ấy rồi. Tao này, IELTS 11 chấm thế này. Ủa, không biết à? Ui trời. Tiếng Anh đi, easy. Tao chơi game với thằng nước ngoài nhá, nói tiếng Anh cho nó hiểu tiếng Việt luôn. Tao 8 chấm từ lớp 5 còn chưa nói đây này. Ơ, sao chúng mày giỏi thế nhở? Dễ, không phải sợ. Excuse me? What? Can you guys speak English? Mày đi... Ok, 11 chấm mày yêu, 8 chấm mày yêu, thế đi. Nè. Mày thì sao nói chuyện với nước ngoài, chuyện này. Có từ không anh? Tao ông này 8 chấm mày yêu, thế đi. Tao tây như nước ngoài. Thôi lên đi. Thế nào? Luôn. Dù gì? Để tao. Chả nhờ được cái gì? Hello, I'm fine, thank you. And you? Ảo thật đấy. Oh, I'm fine, thank you. Can you show me the way to Hai Ba Trưng Street, please? I kind of lost. Này mày, hình như là ông ấy muốn đi đường Hai Ba Trưng, mày chỉ đứng cho ông ấy đi. Đúng rồi, Hai Ba Trưng. Được. You now go hướng Suchet. Vãi cả. And then you rẽ right, and then turn trái, and then đi tiếp 500 km, and then you turn phải, and then you đến nơi. Trời ơi, cái quân què dĩ dây ba, thôi xuống đây bà phiêu chiêu rồi. Này, phải huy lông tây kêu ông đến nơi không? Theo cách thằng Pinh nó chỉ thì ông này lên thẳng trên đường. Không được rồi. Tiếng Anh nó là cầu nối để cái đất nước của chúng ta vươn xa tầm quốc tế. Thế mà anh em mình học hành vớ vẩn này trở thành cái nỗi xấu hổ của nước nhà nhá. Nên là bây giờ tao tuyên bố, từ ngày mai chúng ta sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh. Thằng nào nói nửa từ tiếng Việt ấy sẽ bị tất cả cho hội đồng một trận. Ok không? Trời. Trời luôn. Trời. Được. Đi luôn. Về nhà luôn nhá. Thực hành luôn. Trời luôn đi. Học luôn. Luật chơi rất đơn giản, chúng ta sẽ nói tiếng Anh từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ai nói chỉ một từ tiếng Việt sẽ bị ăn đòn ngay lập tức. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Eat morning. Eat morning. Tè rất nhiều khi mình tè hiểu được. Eat morning. I mean eat food morning. Ah, you mean breakfast? Yes, yes. I eat cake noodle this morning. Cake noodle. You mean bread? Yes, yes, bread. Má mày nhìn mãi không ra. Mày là tiếng Việt. Mày đánh tao này. Mày là tiếng Việt à? Mày. Hello. Hello Hà, can you take the paper S? Paper S? To the toilet, please. Paper S? What is paper S? Paper S is the paper to clean S. Paper clean S? What is paper clean S? Ui dân là dành chú nít cho gì đó, mình thường ngu đấy. Thế phải hỏi. Hey.
cho anh thu tiền điện thằng này. Như gì đấy? Vietnamis. So what do we eat noon? We need lunch. I think we should eat Italian noodle. It's spaghetti, bro. But I think we should eat dancing cow. It's good. It's shaky beef, not dancing cow, bro. I think we should eat a stuffed pancake, or if you want some soup dishes, we can eat pho or fresh water crab soup. What do you think? Ui, sao mày nói tiếng Anh giỏi thế? Eternity late. Rồi, 9 giờ rồi. Hết giờ nói tiếng Anh rồi. Mày giải thích đi. Tại sao mày có thể nói tiếng Anh giỏi như thế? Hả? Wait a minute. Thôi rồi. Không giấu thì chúng mày. Tao ấy học tiếng Anh tốt này ấy là nhờ cái app Duolingo. Cái gì? Duolingo? Đúng vậy. Đây là phần mềm học tập được nhiều người dùng và đón nhận nhiều nhất thế giới. Mà chưa kể nhá, ứng dụng này ấy hoàn toàn miễn phí luôn. Mỗi ngày nhá, tao ấy chỉ cần bỏ ra 15 phút học tập. Này, học như chơi mà chơi nhau. Yes. Cực kỳ thú vị luôn. Không những thế nhá, app này có hơn 40 loại ngôn ngữ cơ. Cho dù mày gặp người Mỹ, người Đức, người Pháp, người Nhật, những người Trung Quốc, chúng mày đều có thể học và giao tiếp với họ được. Chúng mày phải tải ngay mà học đi, không chậm xu thế đấy. À, thì ra thế, ứng dụng này đấy. Chúng mày làm gì đấy? Trường ạ, chia buồn với mày. Nhưng mà mày đã nói tiếng Việt rồi, mày sẽ phải chịu trừng phạt. Hết rồi mà, tao sẽ 9 giờ đứng đồng hồ tao à. Mày đã dính bẫy của bọn tao từ trường à? Cái đồng hồ ở trên điện thoại của mày ấy, bọn tao đã chỉnh sớm lên để đưa mày vào chồng. Cả ngày hôm nay mày đã đánh bọn tao hơi nhiều rồi đấy. Đã đến lúc mày phải trả giá. Ê, ê, bro, kim ca, no. Everyone, Atom! No, không bé ơi, em chưa subscribe mà đòi xin riêng tư của anh không cho đâu. Subscribe đi.